Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung phần tin. Chiều ngày 12 tháng 1 năm 2024, Chi cục Thuế khu vực Tuần Giáo Tùa Chùa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch, đại diện lãnh đạo Ủy ban dân thị trấn cùng toàn thể cán bộ công chức cục thuế khu vực Tuần Giáo Tùa Chùa. Theo báo cáo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 những năm trước, khí hậu thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng tăng cao đã tác động không thuận lợi đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Với mục tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu công tác thuế năm 2023, ngay từ những ngày đầu năm, ngành thuế đã bám sát chỉ đạo điều hành của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện, bộ tài chính và tổng cục thuế, cục thuế, chi cục thuế đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đội tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu. Qua đó, nhiệm vụ công tác thuế đã đạt được những kết quả khả quan. Tổng thu nội địa năm 2023 trên địa bàn đạt 87 tỷ 899 triệu đồng, đạt 129,1% dự toán pháp lệnh, bằng 113% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 62 tỷ đồng, đạt 115,8%. Trong đó, thu ngân sách huyện ước thực hiện 56 tỷ 300 triệu đồng, đạt 111,3% dự toán, tăng 10,2% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, 11 khoản thu được giao dự toán thu ngân sách nhà nước, có 10 khoản thu đạt và vượt dự toán huyện giao. Thực hiện công tác an sinh xã hội, trong năm 2023, cán bộ công chức, người lao động, chi cục thuế, khu vực Tuần Giáo, Tùa Chùa, chung tay cùng ngành thuế tỉnh, xây dựng 2 ngôi nhà đại đoàn kết, tặng 2 TV, 2 bộ bàn ghế tặng cho hộ nghèo tại xã Tỏa Tình. Hỗ trợ xã Quải Nưa xây dựng nhà thi đấu đa năng với tổng số tiền trên 219 triệu đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ công tác thuế năm 2024, tập trung vào các nội dung nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế đối với các hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước. Để hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2024, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành thuế đạt được trong năm 2023. Để hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2024, đồng chí đề nghị Chi cục Thuế, khu vực Tuần Giáo Tùa Chùa cần thực hiện tốt một số nội dung sau. Để hoàn thành những nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2024, tôi đề nghị Chi cục Thuế khu vực Tuần Giáo Tùa Chùa tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung như sau. Thứ nhất là đề nghị đơn vị các đồng chí là thường xuyên bám sát chương trình kế hoạch mục tiêu kinh tế xã hội của huyện, của cục thuế tỉnh giao trong năm 2024, và từ đó là đơn vị sẽ cụ thể hóa các giải pháp chỉ đạo thực hiện cho phù hợp và có hiệu quả. Thứ hai là phối kết hợp có hiệu quả với các cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện để thực hiện quyết liệt các giải pháp công tác thuế năm 2024, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu công tác thuế năm 2024 được giao. Ba là tiếp tục đề ra các biện pháp giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, không để nợ mới phát sinh, phấn đấu giảm nợ đọng thuế theo chỉ tiêu quy định. Bốn là đơn vị tăng cường công tác đôn đốc hướng dẫn người nộp thuế kê khai thuế, đảm bảo tờ khai người nộp thuế đúng hạn. Nhiệm vụ thứ năm đó là đánh giá phân tích cụ thể từng khu vực thu, từng sắc thuế và tập trung vào khu vực kinh tế, các sắc thuế cơ bản để có giải pháp chỉ đạo điều hành và đôn đốc kịp thời nguồn thu có tiềm năng, các lĩnh vực, các loại thuế có thất thu và dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đối với thực tế phát sinh, chủ động tham mưu kiến nghị với ủy ban dân huyện, với ban chỉ đạo thu ngân sách huyện các giải pháp chỉ đạo chống thất thu ngân sách. Và nhiệm vụ thứ sáu là đề nghị là cơ đơn vị là duy trì có hiệu quả các hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan đơn vị, từ đó tạo động lực tinh thần cho toàn thể cán bộ viên chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Nhân dịp này, Chi cục Thuế khu vực Tuần Giáo Tùa Chùa phát động và ký giao ước thi đua năm 2024. Năm 2023 vừa qua, huyện Tuần Giáo đã thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong tiếp nhận,
giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.